Hi everybody. Chào hội thánh. It's so much of a privilege to be here with you in VBC Houston. Thật là một cái phước hạnh và đặc ân cho tôi, vinh dự cho tôi được có mặt tại đây tại VBC Houston. And you guys are looking so good. Anh chị em rất là xinh đẹp buổi sáng hôm nay. The best people I've seen all week. Đó là những người mà xinh đẹp nhất mà tôi có thể nhìn thấy trong suốt tuần này. I'm very excited to be here with you on Sunday morning. Chúng tôi rất là vui mừng được có mặt tại đây với quý vị trong buổi sáng Chủ nhật này. Hello to everybody watching online. Chúng cũng xin kính chào các con cái của Chúa đang theo dõi với chúng tôi trên online. For those watching in Vietnam right now, what a privilege it is to be with you today. Ở những người theo dõi từ Việt Nam, chúng tôi thật là vinh dự để gặp gỡ quý vị trong môi trường này. Vietnam, my favorite country on the planet. Việt Nam chính là một cái đất nước mà tôi yêu thích nhất ở trên thế giới này. Just for you people in Vietnam, I'm going to be in Vietnam next month. I'm really looking forward to that. Đối với các con cái Chúa tại Việt Nam thì cho tôi xin thông báo là tháng tới tôi sẽ có mặt tại Việt Nam và mong đợi để được gặp mặt quý vị. In Ho Chi Minh City, and let's light up some fire of revival in Ho Chi Minh City. Chúng ta sẽ có mặt ở tại thành phố và cảm ơn Chúa. Nổi lửa phục hưng để chúng ta đem tin lành của Chúa đến cho thành phố. And what a privilege it is to be here with Dr. Khan. God bless you, my great friend in thật God. Phước hạnh để được có mặt tại đây với Mục sư Khánh, người bạn thân thương của tôi. And I need to say a big thank you to all your family, number one. Cảm ơn gia đình của Mục sư Khánh thứ nhất. Who have looked after me so well while I've been here. Thank you, Jennifer. Đã đón tiếp và chăm sóc chúng tôi rất là đặc biệt. Cảm ơn bà Mục sư Khánh, awesome Jennifer, người phụ nữ tuyệt vời của Đức Chúa Trời. He's fed me. I'm now very fat. Đã cho tôi ăn rất nhiều và bây giờ tôi thấy mình mập lên đó. I used to have a chest. Now I have a sunken treasure. Tôi trước đây là có một cái ngực rất là nở nhưng bây giờ có cái bụng to. Because Jennifer been feeding me very well. Bởi vì bà mục sư đã cho tôi ăn uống một cách rất là đầy đủ. You are beautiful people and it's been a great honor to be here with the Vietnamese church here in Houston. Anh chị em hội thánh của Chúa là những con người tuyệt vời và thật là đặc ân cho tôi để có mặt tại đây với quý vị. So thank you for hosting me. Cảm ơn quý vị đã đón tiếp chúng tôi. And having me in your house. Và cho chúng tôi có mặt ở trong gia đình của quý vị. It really is a great honor. Thật là một cái đặc ân. I love you guys. Tôi yêu mến các cả anh chị em. Amen. And what a privilege. It's very sad today because I'm leaving immediately the service is finished. Điều buồn đó là rồi chúng ta phải chia tay bởi vì tôi phải lập tức rời phòng nhóm ngay sau khi chúng ta kết thúc buổi nhóm. So I think they're going to run me out of here. Cho nên chắc là sẽ có người đến và kéo tôi ra khỏi phòng nhóm. So I will not get a chance to have a cuddle with you before I go. Dĩ nhiên là tôi không có thời giờ để chào tạm biệt quý vị trước khi tôi ra đi. We're just going to go straight to the airport. Nên chúng tôi sẽ đi thẳng từ đây ra phi trường để ra sân bay để có thể đáp chuyến bay kế tiếp. So I was very happy to get a few cuddles in the foyer and a couple of photos with you before the service started. Thật là một cái niềm vui và phước hạnh là tôi đã có cơ hội để gặp gỡ và chào thăm cũng như chụp hình quý vị ở tại sảnh tiền đường trước khi chúng ta vào buổi nhóm hôm nay. So what a great honor and let's go to the word this morning. How many are ready for the word? Chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Có bao nhiêu người sẵn sàng để học lời của Chúa? Incidentally, before I go to the word, thank you to the worship team. You guys are amazing. Trước khi chúng ta đi vào học lời của Chúa, thì một lần nữa xin cảm ơn đội hướng dẫn hát dẫn cũng như là ban thờ phượng. Quý vị đã hướng dẫn chúng tôi một cách rất là tuyệt vời. It's always good to be in a church that has great worship. Không có gì tốt cho bằng được ở trong một hội thánh có một cái ban hát dẫn thờ phượng tuyệt vời. And I love it when I see people participating in the worship. Và tôi rất là yêu thích khi nhìn thấy nhiều anh chị em dự phần tham dự vào trong sự ngợi khen thờ phượng. It's good to be dancing and singing, guys. Thật là tốt đẹp để chúng ta nhảy múa và ngợi khen trước mặt Chúa. We're supposed to be the happiest people on earth. Vậy đáng lý ra chúng ta phải là những con người vui vẻ nhất ở trên thế giới này.
Are there any happy people in the place? Có những người vui vẻ tại đây không? Những người vui mừng ở tại đây không? Like the happiest people on earth are right here in Houston VBC. Hãy làm một cái những con người mà vui vẻ nhất ở trên thế giới này là những người có mặt ở tại gia đình VBC Houston tại đây. And we're excited about Jesus. Chúng ta thích thú phấn khích vì chúng ta có Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta. He's healed us, he's delivered us, he's saved us. Ngài chữa lành chúng ta, Ngài giải phóng chúng ta và Ngài cứu được chúng ta. Let's never forget how good church is. Anh chị em đừng bao giờ quên cái sự tốt lành của hội thánh của Chúa khi chúng ta nhóm nhau lại. Well, three people are happy about that. Có ba người vui về cái việc này. Anh em quên hết rồi phải không? I am always very conscious. Tôi luôn 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 nhớ đến. When I come into the house of the Lord. Khi tôi bước vào nhà của Chúa. I am excited. Thì tôi phấn khích vui vẻ để bước vào. You guys should be the happiest people in Houston, I tell you. Anh chị em, đáng lý ra anh chị em phải là những người vui vẻ nhất ở trên thành phố Houston này. And I might need to stir you up a little bit this morning. Chắc là tôi phải cần để khuấy động anh chị em buổi sáng hôm nay. This is a great church. Anh chị em, đây là một hội thánh tuyệt vời của Chúa. You guys have let the Holy Spirit in here. Anh chị em đã mời sự hiện diện và vận hành của Đức Thánh Linh ở tại đây. There are churches all over the world that have locked the Holy Spirit out. Có nhiều hội thánh ở nhiều nơi trên thế giới, họ đã đóng cửa và đuổi Đức Thánh Linh ra ngoài. You guys better be really excited. This is a very good place to be. Anh chị em phải phấn khích vì chúng ta biết rằng đây là một cái chỗ tốt đẹp để chúng ta có mặt và cùng thờ phượng. Oh yeah. Amen. Amazing, anh chị em chưa được khuấy động phải không? Amazing leadership. Chúng ta có những người lãnh đạo tuyệt vời. Teaches the truth and the word of God. Giảng dạy lời của Chúa, chân lý, lời của Chúa cho chúng ta. Welcomes the anointing of the Holy Spirit. Hoan nghênh sự sức dầu của Đức Thánh Linh. Hey, listen, I go to churches all over the world. Anh chị em hãy nhớ điều này, tôi đi tham dự nhiều hội thánh khắp nơi trên thế giới. And too many churches are dead. Có nhiều cái hội thánh hiện tại đó là cái họ như là chết rồi đó. They don't let the Holy Spirit in. Bởi vì họ không để Đức Thánh Linh tự do hành động ở trong họ. You are a very privileged people to be in this house. Anh chị em là những người có đặc ân lớn bởi vì anh chị em có mặt tại nhà này trong sáng hôm nay. With great singing, great worship, great praise that unlocks miracles. Người hướng dẫn chúng ta ngợi khen thờ phượng một cách tuyệt vời ở tại đây. Man, we were singing. I saw it up on your board this morning. This is a house of miracles. Và tôi hát với anh chị em lời đã được chiếu trên màn hình. Chúng ta công bố đây là nhà của phép lạ. When you get around miracles, you get excited. Khi chúng ta ở gần xung quanh phép lạ của Chúa, ở gần phép lạ của Chúa thì chúng ta rất là thích thú. We can't just talk about miracles. We got to believe that this is a miracle atmosphere that we're creating. Chúng ta không chỉ nói về phép lạ, nhưng mà chúng ta tạo cái bầu không khí tại đây để phép lạ xảy ra tại đây với chúng ta. The church is the greatest place on earth. Anh chị em, hội thánh là cái điểm mà gọi là tốt đẹp nhất ở trên quả địa cầu này. I meet way too many Christians who take church for granted. Tôi đã gặp rất là nhiều người họ đã xem thường hội thánh của Chúa, nhà thờ. Let that sink in. Để cái điều đó nó thấm, dầm thấm chúng ta. We take the church for granted. Chúng ta đã xem nhẹ và không còn trân quý hội thánh. You can't raise your family in a better place than we're in right now. Anh chị em không có một cái môi trường nào tốt đẹp cho bằng môi trường này để chúng ta xây dựng gia đình của chúng ta. You can't meet your spouse in a better place than we're in right now. Không có chỗ nào tốt cho bằng được gặp gỡ cái người vợ, người chồng tương lai của mình trong hội thánh của Chúa tại đây. The church is literally the greatest place on earth. Hội thánh có thể nói rằng là cái điểm tốt đẹp nhất, vĩ đại nhất ở trên quả địa cầu này. Yet we take it for granted. Nhưng mà nhiều khi chúng ta xem thường hội thánh. We cruise on in hoping someone's going to lead us in worship. Chúng ta lái xe nhẹ nhàng vào và chúng ta chờ đợi để có ai đó hướng dẫn chúng ta ngợi khen thờ phượng. We sleep in and arrive late. Chúng ta ngủ trễ, ngủ nán lại. Hoping God got there before we did. Hy vọng rằng Chúa Ngài sẽ đến trước chúng ta trước khi chúng ta đến trễ nhà thờ. But hey, he comes with you.
Nhưng anh chị em, Chú đến với anh chị em, nếu Chú ở trong anh em, Ngài đến với anh chị em để thờ phượng tại đây đó. That's why we got to turn up early. Đó là lý do tại sao chúng ta phải có mặt sớm trước giờ nhóm. That's why we got to dance and sing a little bit. Đó là lý do để chúng ta có thể nhảy múa và ngợi khen trước sự hiện diện của Chúa. That's why you need to be the most excited person in your row. Cho nên đáng lý ra anh chị em phải là một cái người vui vẻ, mạnh mẽ nhất ở trên cái hàng ghế của anh chị em trong nhà thờ. Are there any excited people in your row this morning? Có ai buổi sáng hôm nay chúng ta thấy những người bên cạnh của mình, trên hàng ghế của mình là những người vui vẻ, hạnh phúc, thờ phượng Chúa không? I like it when I go to church. Tôi thích khi tôi đến mùa hội thánh. And the person sitting next to me. Và cái người ngồi bên cạnh tôi. Says you make me feel uncomfortable. Đó là ông làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Because you're too excited. Bởi vì ông vui vẻ và phấn khích quá trong lúc thờ phượng. I see churches like a competition. Và tôi thấy hội thánh nó giống như là một cái cuộc tranh tài đó. Dr. Khan singing very well this morning. Mục sư Khánh thì ông hát rất là tốt buổi sáng hôm nay. I am trying to beat him and sing louder. Tôi cố gắng để hát to hơn ông để lấn áp cái tiếng hát của ông. We have got to get excited about the house of God. Anh chị em, chúng ta phải phấn khích về nhà của Chúa để chúng ta thờ phượng Ngài. Seriously, there are millions across the planet attending church today. Anh chị em, ngày hôm nay thì chúng ta thấy triệu triệu người khắp nơi trên thế giới được vào nhà Chúa để thờ phượng Chúa. In China right now, millions are attending church and getting born again. Anh chị em, ở tại Trung Quốc hiện tại có rất là nhiều triệu người đang nhóm lại với hội thánh và được sự cứu rỗi. In Vietnam, your beloved country where I will be in 4 weeks, thousands are coming to Christ across that nation. Anh chị em ở tại Việt Nam là quê hương đất nước của nhiều anh chị em có mặt ở tại đây là nơi mà 4 tuần nữa tôi sẽ đến. Chúng ta thấy ngàn người đến với Chúa mỗi ngày ở tại Việt Nam và hội thánh của Chúa đang phát triển. And it's all because of the church. Và lý do là bởi vì sự có mặt của hội thánh cho nên người ta mới nghe tin lành để được cứu. But if you're not careful, we take it for granted. Nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bắt đầu đánh mất cái giá trị đối với hội thánh của Chúa. I'm trying to stir you up about the church this morning. Tôi muốn khích lệ và khuấy động tinh thần anh em về hội thánh của Chúa buổi sáng hôm nay. Lives are changed. Đời sống được thay đổi. People are saved. Người ta được cứu. Bodies are healed. Những thân thể được chữa lành. 2 weeks ago in our church in New Zealand. 2 tuần về trước ở tại hội thánh của chúng tôi tại New Zealand. A young man got up and testified. Một người thanh niên trẻ đã đứng lên và chia sẻ. That in the last month, God has totally removed pancreatic cancer out of his body. And he is 100% healed. Tháng trước, Chúa đã hoàn toàn chữa lành chứng bệnh ung thư tụy tạng của anh và anh đã được lành hoàn toàn. And he came to church, he never knew Jesus. Khi anh đến với hội thánh của chúng tôi thì chưa biết về Chúa. But he was dying of pancreatic cancer. Lúc đó đang chết dần bởi cái chứng bệnh ung thư tụy tạng của mình. And he came into a church just like this. Anh đã đến với một hội thánh giống như hội thánh của chúng ta tại đây. And Jesus never judged him. Và Chúa Giêsu không có lên án con người này. Jesus healed him. Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh. Pancreatic cancer, they say it will kill you, but it's gone. Anh chị em, cái ung thư tụy tạng nó có thể giết chết một người, nhưng mà tất cả đều đã biến mất vì Chúa Giêsu đã chữa lành cho người này. We prayed for him on week one and we said go back to your doctor and the doctor said somehow your pancreatic cancer has shrunk. Chúng tôi cầu nguyện cho anh cái tuần thứ nhất thì chúng tôi khuyến khích anh trở lại gặp bác sĩ. Bác sĩ đến xét nghiệm và nói rằng có một cái gì đó xảy ra khiến cho cái mảng ung thư ở trong tụy tạng của anh nó đã thu hẹp lại, nó nhỏ lại, nó teo lại. So he came back next week and we said let's pray again. Anh trở lại tuần thứ nhì và chúng tôi nói rằng chúng ta cầu nguyện một lần nữa. And the cancer shrunk again. Rồi thì chúng ta thấy rằng ung thư nó lại teo nhỏ hơn nữa. And on the third week we pray one more time. Và tuần thứ ba thì chúng tôi cầu nguyện cho anh một lần nữa. And the cancer shrunk again. Rồi thì ung thư nó lại teo nhỏ hơn nữa. And on the fourth week. Và tuần thứ tư. No cancer left. Không còn có ung thư sống được ở trong thân thể của anh. He's a healing Jesus. Chúa Giêsu chúng ta là đấng chữa lành. We wrote it on the song this morning. Chúng ta đã chiếu ở trên màn hình bài hát hôm nay. But this is a house of miracles. Đây là nhà của phép lạ. And
If you need a miracle this morning, nếu bạn cần phép lạ buổi sáng hôm nay, the Holy Spirit is here. Đức Thánh Linh đang có mặt tại đây. To bust infirmity off your life. Để có thể đánh đuổi và phá tan đi bệnh tật ở trong thân thể anh em, linh của bệnh tật ra khỏi anh em. I can feel 100 miracles on the inside of me this morning. Tôi cảm nhận có một sự khao khát của phép lạ đang có mặt ở tôi, trong tôi buổi sáng hôm nay. I feel like God is going to heal people this morning in relation to your sickness. Tôi cảm nhận rằng Chúa Ngài sẽ chữa lành nhiều người để được tự do khỏi bệnh tật. We can't take that for granted. Anh chị em chúng ta đừng xem thường điều này. There's no other organization on the planet where Jesus heals people. Không có một cái tổ chức nào cũng như một cái tập đoàn nào trên thế giới này mà tại đó có Đức Chúa Giêsu chữa lành cho những người đau ốm. It's called the Church of the Living God. Nhưng mà chỉ có hội thánh của Chúa hằng sống Hallelujah! Của chúng ta mà thôi. Hallelujah. Someone needs to give Jesus a praise right there. Có ai đó hãy dâng cho Chúa Giêsu chúng ta một tràng pháo tay và ngợi khen Ngài. Hey, remember in Genesis chapter 28? Thì chúng ta nhớ đến Sáng Thế Ký chương 28. Jacob's running away from his family. Ông Jacob đã bỏ chạy trốn khỏi anh của mình. Feeling condemned. Ông cảm nhận mình đang bị lên án. Because he's done wrong. Bởi vì việc làm sai lầm của anh. And then he turns up at a place called Luz. Và chúng ta thấy rằng ông đã đến một cái thành phố Luz. And it's late at night, so he decides he will sleep there. Buổi tối hôm đó thì trời tối cho nên ông đã ngủ tại đó. So he goes over and he finds a rock. Ông đã đi và tìm được một cái hòn đá. And he uses the rock for his pillow. Và ông đã dùng cái hòn đá đó hãy xuống để làm gối đầu. Anybody used a rock for your pillow lately? Có ai đã ngủ trên gối đá trong những ngày qua không? Jacob slept on a rock. Anh xem ông Jacob lúc đó hoàn cảnh ông khó khăn đến độ ông ngủ trên cái gối bằng đá. No wonder he had a vision, because I don't think you sleep well on a rock. Có thể là đó là lý do mà ông đã thấy được cái dị tượng, khải tượng buổi tối hôm đó, bởi vì chúng ta không ngủ ngon được khi chúng ta gối đầu mình trên cái hòn đá. And I love the story because in the very first book of the Bible. Tôi rất là yêu thích cái câu chuyện này vì nó nằm ở trong quyển sách đầu tiên của Kinh Thánh. Genesis chapter 28 and verse 17. Và chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký chương 28 câu số 17. Jacob has a vision of a ladder ascending into heaven. Jacob đã thấy được ở trong giấc chiêm bao một cái thang bắt từ đất lên trời. He sees angels going up and down. Ông thấy được thiên sứ đi lên đi xuống trên chiếc thang này. He wrestles with God in the middle of the night. Và ông đã vật lộn với Đức Chúa Trời ở trong buổi tối đó. In the morning he wakes up. Buổi sáng ông thức dậy. And he scribes the incredible words in verse 17. Và ông đã nói những cái lời hết sức là tuyệt vời trong câu số 17. Surely the Lord was in this place and I didn't even know it. Thật, Đức Chúa Trời có mặt ở tại đây mà tôi không hề biết. Do you know thousands go to church on a Sunday morning and Jesus is in the house and they don't even know it? Anh chị em có biết rằng có hàng ngàn người đi nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật. Họ bước vào trong nhà thờ, tại đó có sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà họ cũng không hề biết đó là nhà Chúa, sự hiện diện của Chúa. Jacob said I had an encounter with the God of creation and I never even realized I was in the house of God. Ông đã tuyên bố, Jacob đã tuyên bố rằng tôi đã được gặp gỡ với Đức Chúa Trời đấng đã dựng nên trời đất. Vậy mà tôi không biết rằng tôi đang ở trong nhà của Ngài. And I suggest to you this morning. Tôi đề nghị với anh chị em buổi sáng hôm nay. That the very first church service in history. Đó là cái buổi thờ phượng đầu tiên ở trong lịch sử của nhân loại. In fact, God so loves the church. Đó là thật Chúa Ngài yêu thương hội thánh. That he established the church right there in Genesis chapter 28 in the first book of the Bible. Và Ngài đã thành lập một hội thánh ngay tại đó trong Sáng Thế Ký chương 28 đã ghi lại cho chúng ta. Yeah! Hallelujah! We think the church started in the book of Acts. Chúng ta nghĩ rằng hội thánh bắt đầu ở trong sách Công vụ các sứ đồ. But I reckon that's just when the Holy Spirit came on the church. Nhưng mà tôi hiểu rằng lúc đó chỉ là lúc Đức Thánh Linh giáng lâm mà thôi. Hey, God's plan throughout all eternity is the church. Anh chị em, cái chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đến đời đời đó là hội thánh của Ngài. Aren't you glad you're here this morning? Anh chị em có thích thú và phấn khích mình có mặt tại đây buổi sáng hôm nay không? Don't miss God. Anh em đừng đánh trật cơ hội để chúng ta gặp gỡ Chúa. If you're not a Christian this morning, nếu bạn chưa phải là một cơ đốc nhân buổi sáng hôm nay,
Don't miss this great opportunity. Đừng đánh mất cái cơ hội tuyệt vời này. To say yes to Jesus. Để đáp ứng lại với Chúa Giêsu và thưa vâng với Ngài. We're in church. Chúng ta là hội thánh. This is the house of miracles. Đây là nhà của phép lạ. I'm going to pray for you this morning and believe for healing to come on your body. Tôi sẽ cầu nguyện cho nhiều người ngày hôm nay và tin với đức tin rằng Chúa Ngài sẽ chữa lành thân thể anh chị em. I want to take you to the book of 2 Kings this morning. Tôi xin mời anh chị em đến với Các Vua thứ nhì buổi sáng hôm nay. In the little bit of time we've got left. Cho cái thời giờ mà chúng ta còn có ở đây. And 2 Kings chapter 4. I love 2 Kings chapter 4. Các Vua thứ nhì chương 4. I know your pastor, Dr. Khan, teaches you very well out of the Word of God. Tôi biết rằng Mục sư Khánh đã dạy dỗ anh chị em một cách rất là kỹ lưỡng đối với lời của Chúa. So I'm not that fired up about teaching this morning. Cho nên tôi ngại và không dám gọi là mạnh mẽ giảng lời của Chúa ở tại đây buổi sáng hôm nay. I'm more interested because I feel there's an impartation going to happen on people's lives where you're going to be miracle workers. Nhưng mà tôi tin rằng buổi sáng hôm nay Chúa sẽ dùng tôi để sẽ có một sự chuyển tải của sự sức giàu và ơn của Chúa để anh chị em trở nên những người hữu dụng cho Chúa. I believe there's going to be an impartation today. Tôi tin rằng sẽ có một cái chức vụ của sự chuyển tải ngày hôm nay. I encourage you to catch it right now. Tôi khuyến khích anh chị em đưa tay đức tin ra và nắm bắt cái sự sức giàu ngày hôm nay. I believe there's going to be healings today. Tôi tin rằng sẽ có sự chữa lành ngày hôm nay. I want you to get expectant for your miracle. Tôi khuyến khích anh chị em nghe thì giờ này mong đợi cái phép lạ sẽ đến trên anh chị em ngày hôm nay. Amen. Amen. God bless your word today as we read it. Chúa xin ban phước và hành động ở trên lời của Ngài khi chúng con đọc lời của Chúa. We speak a spirit of wisdom and revelation. Chúa chúng con ông bố linh của sự soi sáng và tỏ ra của Ngài. A spirit of understanding on your people this morning. Chúa xin rót đổ linh của sự thông hiểu đến trên dân sự của Chúa ngày hôm nay. In Jesus name. Trong danh quyền năng Chúa Giêsu. Amen. 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 Hey, let's all yell out a spirit of understanding. Anh chị em hãy lớn tiếng lên công bố ra linh của sự hiểu biết. Is on my life right now. Ở trên đời sống của tôi ngay lúc này. The devil loves to block out the truth of God's word. Kẻ thù của chúng ta ma quỷ tìm cách để ngăn cản và chống đối lời của Chúa đi vào đời sống anh chị em. But I pray that your understanding unlocks the gifts of the Holy Spirit in your life this morning. Và tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ kinh nghiệm được linh của sự thông biết sẽ đến trên anh chị em để đem lời của Chúa đến cho anh chị em để anh em nhận được sự sức giàu ngày hôm nay. Hallelujah. Hallelujah. I believe some of you here this morning. Tôi tin rằng có một số anh chị em có mặt tại đây buổi sáng hôm nay. Just put your hands out in front of you like that right now. Xin hãy đưa tay ra ngay trước mặt mình như thế này. God's going to anoint your hands today. Chúa Ngài sẽ sức dầu trên tay của anh chị em ngày hôm nay. To perform miracles. Để làm phép lạ. To bring healing. Để đem sự chữa lành. To your world. Cho thế giới của anh chị em. Now just breathe on your hands like. Giờ hãy thở trên tay của mình. Let God release miracles onto your hands. Để Chúa Ngài khai phóng phép lạ trên tay anh chị em. Hallelujah. Hallelujah. Now just put that hand on the person next to you. Bây giờ đặt cái tay mà mình vừa mới dâng cho Chúa và đón nhận đó trên vai của người kế bên cạnh mình. And say you're going to receive a miracle today. Và nói với người đó rằng bạn sẽ nhận được phép lạ trong ngày hôm nay. Because we are in the house of God. Bởi vì chúng ta đang ở trong nhà của Đức Chúa Trời, bê tên của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Let's read the Bible. Xin chúng ta cùng đọc lời của Chúa. I don't know whether I should read it or just let you read. I'll read it very quickly and then you can do it properly. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha. Everybody say cried out to Elisha. Tất cả mọi người hãy la lên rằng kêu xin với đầy tớ của Chúa. Anybody cried out for a miracle lately? Có bao nhiêu người tại đây đang kêu xin Chúa cho cái phép lạ của mình ngày hôm nay? Anybody cried out for the power of God to fill your life lately? Có ai đang khao khát và kêu xin quyền năng của Chúa sẽ đến trên đời sống anh chị em không? Yeah, a few hands going up.
Chỉ có một vài bàn tay lên sao? Anybody cried out for an anointing of the Holy Ghost to flow on your life? Có bao nhiêu người tại đây khao khát và xin Chúa cho để sự vận hành của Đức Thánh Linh tuôn đổ trên đời sống anh chị em? We cannot live on our own strength. Chúng ta không thể nào sống dựa trên sức riêng của mình được. We have to know what it is to cry out to the Lord. Chúng ta phải là những con người biết kêu cầu Chúa. I was in a meeting in the nation of Australia recently. Tôi có mặt ở trong một cái hội thánh ở tại nước Úc trong những ngày gần đây. And I was preaching to a massive crowd of young men and women. Tôi rao giảng lời của Chúa cho một đám đông của những người thanh niên, nam thanh niên nữ. I got invited to speak to a youth camp. Tôi được mời để chia sẻ lời Chúa với một cái trại của thanh thiếu niên. And I've got my Bible here, hallelujah. Tôi có Kinh Thánh ở tại đây, ông ơn Chúa, hallelujah. This is jam-packed with power. Anh chị em, đây là quyển Kinh Thánh đầy quyền năng được chứa ở trong này. These days, ở trong những ngày này, like Moses, giống như Môi-se, I have my Bible on a tablet. Tôi có Kinh Thánh ở trên một cái bảng. Because it's easier to cart around. Thì nó dễ để mang lời của Chúa đi đây đi đó. I have 5,500 messages on here that I have written. Tôi đã có 5,500. 5,500. Yeah. Chúng ta có khoảng chừng 5,500 những cái sứ điệp mà tôi viết ở trong cái tablet này. The reason I have 5,500 is that I like to preach a revelation from God every time, not something that's old from yesterday. Lý do mà tôi viết những cái sứ điệp mới này bởi vì tôi muốn giảng lời của Chúa luôn là những cái sứ điệp mới, chứ không giảng những cái sứ điệp của sự mặc khải của ngày hôm qua hay là trước đây. And I was sitting on the front row in a youth conference with 600 kids. Tôi ngồi ở hàng đầu ở trong một cái đại hội mà đầy những người trẻ ở tại đó. Many of them who have never been to church. Có nhiều em chưa bao giờ đi nhà thờ. Only 200 of the children, the young men and women there had been to church. Chỉ có khoảng 200 em có mặt ở tại đó đã từng đi đến nhà thờ. And I'm the preacher. Mà tôi là một mục sư giảng lời Chúa. So what are you going to preach? Chúng ta sẽ giảng cái gì cho một cái hội chúng như vậy? To all these young people. Cho những người trẻ này. I'm 70 years old. Tôi đã 70 tuổi rồi. Sorry, 70 years young. Tôi là 70 tuổi trẻ. I'm only 70. Tôi chỉ mới có 70 thôi. Caleb was 85 before he even started to step into his calling. Ông Caleb, chúng ta biết rằng đến năm 80 tuổi ông mới bước vào trong sự kêu gọi của Chúa cho ông. Moses was 120 and he's just getting going. Môi-se thì 120 tuổi thì mới bắt đầu chạy thôi. Noah at 100 years old gets a vision from God to build the biggest ship on the nation. Ông Noe thì chúng ta biết đến 100 tuổi ông mới nhận được cái sự mặc khải từ nơi Chúa để đóng một cái tàu lớn nhất trên thế giới này. And we are starting to give up when we get to 60. Nhưng mà chúng ta thì mới 60 tuổi là đã chê mình già và đã đầu hàng rồi. I feel like 235 year olds today. Tôi cảm nhận rằng mình là hai con người 35 tuổi đang có mặt tại đây buổi sáng hôm nay. I can outwork most of them who are 35. I can outdance them and outsing them. Tôi có thể làm việc tốt hơn qua mặt những người tuổi 35 tuổi, cũng như tôi có thể nhảy múa trước mặt Chúa mạnh mẽ hơn những người 30 tuổi trước mặt tôi. Because I've got the fire of the Holy Ghost on the inside of me. Bởi vì tôi có lửa của Thánh Linh của Chúa ở trong tôi. I've made myself available. Tôi đã dâng đời sống của mình để sẵn sàng được sử dụng. To the God of fire to pour into me an everlasting passion. Có thể tuôn đổ lửa của Ngài xuống trên đời sống của tôi và cho tôi có một lòng nhiệt thành. And I haven't even started yet. I'm just waiting for 85 like Caleb and then we're going to say let's go. Và tôi đang chờ đợi cho đến năm 85 tuổi như ông Caleb và nói rằng cho tôi cái ngọn núi đó và chúng ta sẽ bắt đầu phục vụ. And then we're going to start taking down some devils in Jesus' name. Rồi chúng tôi sẽ được Chúa Ngài sử dụng để đánh hạ nhiều con quỷ. Some of you give up too soon. Anh chị em, có nhiều người chúng ta đã hư hạ sớm quá.
You've got dry. Anh chị em trở nên khô cạn. Like your car has run out of oil and you can't go any further. Anh chị em giống như xe mà nó hết nhớt đó, không có còn chạy được nữa. You're starting to drive a Prius or something. Giống như anh chị em chạy cái chiếc xe PS. In America, in Texas, you should all be driving V8s. Anh chị em, chúng ta đáng lý ra ở tại Texas này, chúng ta phải chạy xe với cái ngựa là V8. Your fuel is so cheap. Xăng nhớt của anh chị em tới đây nó rẻ quá. You can fill your whole car up for about $20 or $30. Anh chị em có thể đổ đầy cái bình xăng của mình cho $30-$40. In New Zealand, it cost me $30 to fill up my lawnmower. Ở tại New Zealand của chúng tôi thì $30 chỉ có thể đổ được cái bình xăng của máy cắt cỏ của tôi thôi. And I come to Texas and I'm thinking, why doesn't everybody own a V8? Tôi đến Texas ở đây thì tôi thắc mắc là không biết tại sao không phải tất cả mọi người đều chạy xe với cái mã lực của 8 máy V8. Yeah. We need to get a bit of power going. Chúng ta cần phải có xe đầy mã lực để chúng ta đi nhanh chứ. See, some of us have downsized our own lives. Anh xem nhiều người trong chúng ta thì chúng ta đã cắt xén và chúng ta thu nhỏ cuộc đời của chúng ta. God wants to pour out some oil today. Chúa ngài muốn đổ dầu mới của ngài vào trong chúng ta ngày hôm nay. Is anybody ready to be fueled up? Có ai trong chúng ta sẵn sàng để được Chúa ngài đổ nhiên liệu vào trong chúng ta không? Let's continue reading, man. Chúng ta tiếp tục đọc câu kinh thánh, phần kinh thánh này. She cried out to Elisha and she said, "Your servant, my husband, is dead, and I know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my two sons to be his slaves." So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maid servant has nothing in the house but a little jar of oil." And he said, "Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you come in, you shall shut the door behind you and your sons and pour the oil into those vessels and set aside the full ones." And she went from him and shut the door behind her and her sons who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass when the vessels were full that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." And the oil ceased. Vả có vợ của người môn đồ của đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng, kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời, và ông biết rằng kẻ tôi tớ của ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Vả chủ nợ đến toàn bắt hai đứa con trai của tôi làm tôi mọi. Elise nói với nàng rằng, ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Nàng thưa rằng, con đòi của ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng, hãy đi ra ngoài mượn bình không của các kẻ láng giềng ngươi, chớ mượn ít. Khi trở về, hãy vào nhà của mình với các con, đóng cửa lại, rồi hãy đổ dầu vào trong các bình đó, để hễ bình nào đầy thì để riêng ra. Nàng liền đi hỏi người và về nhà, vào nhà với các con của mình, đóng cửa lại, và các con trai của nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, nàng nói với các con trai của mình rằng, hãy đem cho một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng, hết trơn bình rồi, dầu bèn ngừng lại. I want to title the message today, "Bring me another vessel." Tôi sẽ đặt tên cho sứ điệp của chúng tôi hôm nay là đem cho tôi thêm một cái bình nữa. Are there any vessels in the house today? Có bao nhiêu cái bình trống ở trong nhà của Chúa hôm nay? The very first thought I want to bring you today. Cái ý tưởng đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em buổi sáng hôm nay. Is that she cried out to the prophet. Đó là người đàn bà này, bà quá này đã kêu xin sự giúp đỡ đến với tiên tri của Chúa. We need to know what it is to seek and cry out to the Lord our God. Anh chị em, chúng ta cần phải biết chỗ và biết đối tượng để chúng ta có thể kêu cầu Chúa. He loves the sound of your voice. Chúa rất thích nghe âm thanh giọng nói của anh chị em. God's saying to somebody here today, "You don't talk to me enough." Và Chúa nghe nói với ai đó tại đây là, con đã không nói chuyện và trò chuyện với ta đủ. I love the sound of your voice, God is saying. Ta rất thích giọng nói của con, Chúa phán. He says in his word, "Cast all your cares upon me, for I care for you." Bởi vì Chúa, lời của Chúa nói rằng, hãy trao mọi gánh nặng của con cho ta, vì ta hay chăm sóc con. We should stop complaining about our circumstance and cry out to the Lord.
Chúng ta cần chấm dứt than phiền về hoàn cảnh của chúng ta mà bắt đầu kêu cầu Chúa, cầu nguyện với Chúa. For a miracle in our circumstance. Để chúng ta sẽ kinh nghiệm phép lạ ở trong hoàn cảnh của chúng ta. In 2 Chronicles 16:9 it says, "For the eyes of the Lord go to and fro, looking for someone in whom he can show himself strong." Và Sử Ký thứ nhì chương 16 câu số 9 cho chúng ta thấy rằng mắt của Đức Sê-va tìm khắp ở trên thế gian này xem ai có lòng trọn lành với Ngài để Ngài có thể ban phước cho. God is looking for you this morning. Sáng hôm nay mắt của Chúa đang tìm kiếm anh chị em buổi sáng hôm nay. So he can use your hands to bring a miracle. Để Chúa có thể sử dụng tay của anh chị em để làm những phép lạ và giúp đỡ người khác. When I was sitting on the front row of that youth camp in Australia. Và khi tôi ngồi ở cái hàng đầu ở trong cái trại của thanh thiếu niên ở tại Úc Châu đó. I leaned over to my beautiful wife Julia. Tôi nghiêng qua và nói với vợ của tôi, bà Julia. And I said, "I've got nothing to preach." Tôi nói với nhà tôi rằng anh không có gì để giảng cho những người trẻ này. She said, "You are on stage in 30 seconds." Bà nhắc tôi và nói rằng anh sẽ lên tòa giảng trong vòng 30 giây nữa. I said, "I know, and I want to run away." Tôi nói với nhà tôi rằng anh biết và anh muốn bỏ chạy đi. I said, "I cannot think what to preach." Tôi nói với nhà tôi rằng ngay trong lúc này anh không nghĩ được điều gì để giảng. And she said some incredible words to me. Thì nhà của tôi đã nhắc nhở cho tôi những cái lời hết sức là đặc biệt. My wife Julia turned to me and she said, "Why don't you listen to the Holy Spirit like you used to?" Thì nhà của tôi đã nhắc nhở, tại sao anh không chịu lắng nghe Đức Thánh Linh như anh thường làm? And I said, "That's a good idea." Tôi nói rằng, cái ý này tốt nha. And I said, "Holy Spirit." Tôi nói, Thánh Linh ơi, "What do you want me to preach?" Chúa muốn con giảng cái gì? And he said, "Nothing." Chúa ngài nói rằng không giảng gì hết. "I don't want you to preach." Ta không muốn con giảng hôm nay. He said, "When I turned up." Rằng khi ta bày tỏ sự hiện diện của ta tại đây. On earth. Ở trên thế gian này. "I worked miracles." Ta làm nhiều phép lạ. "And then I preached." Rồi ta mới giảng. "Because signs and wonders will follow." Bởi vì dấu kỳ và phép lạ sẽ cập theo. "The power of God I put in you." Quyền năng mà ta đã đặt để trong con. And next thing they said, "Where is Don McDonnell? He's on." Và Thánh Linh thì họ nói rằng ông mục sư Don McDonnell đâu rồi? Đã đến giờ ông lên giảng. I was still having a discussion with the Holy Spirit. Trong lúc đó thì tôi đang trò chuyện với Đức Thánh Linh. Trying to work out what I'll preach. Để xem tôi sẽ giảng cái gì. He said, "Why would you preach anything?" Thì Chúa ngài hỏi gì, tại sao con phải giảng điều gì? "When there is a girl in this meeting today who cannot breathe." Khi có một thiếu nữ ở tại đây mà em không có thở được. The Holy Spirit said to me, "There's a young woman here today who cannot breathe. She's got asthma." Chúa ngài bảo với tôi rằng có một thiếu nữ có mặt ở tại đây bị chứng bệnh suyễn. Không thể thở được. And so instead of preaching, and thay vì giảng lời của Chúa, I jumped off the stage. Tôi bước xuống từ tòa giảng. And went running down into the middle of the crowd. Tôi chạy xuống hội chúng. And I said, "Who is it today who cannot breathe?" Tôi hỏi gì chứ, ai có mặt tại đây mà không thể thở một cách bình thường? "Because God is here and he's going to heal you." Vì Chúa ngài có mặt tại đây và ngài sẽ chữa lành cho em đó. And it was in a building a little bit bigger than this, but she was sitting away over the back, and a young woman stood to her feet and she tried to speak, she couldn't breathe, you could tell, and she said, "It's me." Và ở trong một cái tòa nhà như là nhà thờ của chúng ta tại đây, lớn hơn một chút xíu, và có một em ngồi ở bên góc và em ráng cố gắng để lên tiếng bởi vì em bị suyễn rất là nặng, cho nên em nói rằng đó là tôi. And I said, "Why don't you walk toward me, because as you walk out of your row God is going to heal you." Và tôi nói rằng em phải bước ra khỏi hàng ghế và tiến về đây, và trong lúc em tiến lên thì em sẽ kinh nghiệm Chúa chữa lành cho em. "Because I could feel the power of God all over me, because I had been obedient to the Holy Spirit." Vì tôi cảm nhận được quyền năng của Chúa thể hiện một cách rất là mạnh mẽ trong tôi vì tôi vâng lời Đức Thánh Linh. And I knew right there that she is going to get her miracle. Và tôi biết một cách chắc chắn ngay lúc đó rằng em sẽ được phép lạ của mình. As she walked toward me, và khi em bước hướng về tôi, tiến về tôi, she had a little blue thing in her hand. Thì em có một cái vật màu xanh ở trên tay của mình. I can't remember what they call it. It's, they suck inhale.
Đó là cái bình xịt cho những người bị suyễn. But as she walked toward me, và khi em tiến về hướng tôi, she suddenly screamed out, thì thình lình em la lên, I can breathe. Tôi có thể thở được rồi. I hadn't touched her. Tôi chưa có chạm đến em. But an angel touched her when she moved in faith. Nhưng mà thiên sứ của Chúa đã chạm đến em khi em bước đi cái bước của sự vâng lời. She started to cry. Em bắt đầu khóc. She said, I've never been able to breathe so easy. Em nói rằng tôi chưa bao giờ có thể thở một cách tự do như thế này. And then she threw her inhaler across the floor. Thì cô đã cầm cái bình xịt xuyễn của mình đó và ném ở trên sàn nhà. And she said, I don't need this anymore. Em la lên rằng tôi không cần cái thứ này nữa. That's faith right there. Anh chị em, đó là hành động của đức tin đó. That's a miracle right there. Đó là cái phép lạ xảy ra đó. She said, I don't need the inhaler any longer. Em nói rằng tôi không có cần cái thuốc xịt này nữa. Then she walked right up and stood in front of me. Rồi cô bước lên và đứng ngay trước mặt tôi. And then she said this to me. Rồi em nói cái điều này với tôi. She's going, I can breathe. Thì em bày tỏ ra rằng tôi đã thở được rồi. She said, I was so afraid. Em nói rằng tôi rất là sợ. And then she said, can I ring my dad? Em nói rằng con có thể gọi ba của con được không? Bố của con. Sorry, she said, can I tell my dad? À, xin lỗi. Là con có thể cho ba của con biết điều cái điều vừa mới xảy ra không? Of course you can tell your dad. Tôi nói rằng cứ tự do con có thể báo cho con ba của con biết. I just didn't think she meant right now. Tôi không nghĩ là em làm liền. So she went and got her phone and she phones in the middle of the meeting. Em chạy xuống lấy cái điện thoại của mình và gọi ba của mình liền ở trong buổi nhóm. We're standing over there. Và trong lúc chúng tôi đứng ở ngoài góc của phòng. And she rings up her daddy. Thì em đã gọi cho ba của mình. And she says, "Daddy, this God stuff is real. I can breathe." Em nói rằng cái chuyện Đức Chúa Trời này là thật đó, bởi vì con đã được thở được rồi. She said, "Daddy, my asthma's gone." Rằng ba ơi, cái suyễn của con nó đã biến mất. She said, "Dad, you got to come and check this guy out. God is for real." Ba đến đây để nghe cái ông mục sư này bởi vì Chúa rất là thật. And here's the miracle. Và đây là cái phép lạ. That night. Tối đêm đó. And on the front altar of a church just like this. Ở trên cái trước cái tòa giảng của một hội thánh như thế này. 90 young men and women gave their lives to Jesus for the first time. 90 thanh thiếu niên đã dâng cuộc đời của mình cho Chúa Giêsu. Because of one miracle. Bởi vì một phép lạ. I tell you, God is into the miracle business. Anh chị em, tôi muốn báo cho anh chị em rằng Đức Chúa Trời chúng ta vẫn làm phép lạ. Cho nên hãy sẵn sàng để nhận sự chữa lành của mình. You just need to get some oil on you. Chúng ta cần có dầu của Chúa trên chúng ta. Hallelujah. Hallelujah. Her dad came to the meeting the next morning. Thì ba của em đã đến cái kỳ trại đó vào sáng hôm sau. And he said, I want to give my life to Jesus. Em nói rằng tôi muốn dâng cuộc đời của mình cho Chúa, muốn tiếp nhận Chúa Giêsu. The next day, ngày hôm sau, mom and the sister arrived at the meeting and they got saved. Rồi mẹ của em và chị của em cũng đã đến nhóm lại và đã dâng đời sống của mình cho Chúa. Then on Sunday morning, rồi thì sáng Chủ nhật, grandpa and grandma arrived and they both got saved. Ông bà nội cũng đến thờ phượng Chúa và họ đã được cứu. And I want to tell you right now, He is a generational God. Và tôi muốn nói với anh chị em về Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của các thế hệ. That is wanting to see you and your household saved. Em muốn anh chị em và cả gia đình của mình được cứu. That day we baptized 3 generations: the daughter, the brother, mum and dad, and grandpa and grandma. Hôm đó chúng tôi đã làm báp têm cho 3 thế hệ: chính em này, cha mẹ của em và ông bà của em. He's a miracle working God. Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời làm phép lạ. Give him a praise right now. Chúng ta dâng cho Chúa sự ngợi khen trong thời gian này. How are we going for time? Good. We're still good. I can't see the time. Is it here somewhere? 11:39. Oh, there we go. Oh, we're okay. We're okay. Okay. My second point. Điểm thứ hai của tôi. God said to go gather some vessels. Chúa bảo là hãy đi và tìm những cái bình, mượn những cái bình. The prophet said, get as many vessels as you can. Và tiên tri của Chúa bảo rằng hãy đi mượn tất cả những bình người có thể mượn được. Not one or two, không phải chỉ một hai cái bình as mà many thôi. As you can. Nhưng mà càng nhiều càng tốt. So she went with her sons and they gathered all these vessels. Nên bà cùng với các con của mình đi và mượn nhiều cái bình. And the prophet said something very strategic to her. Và tiên tri của Chúa đã có một cái lời chỉ dẫn rất chi tiết cho người đàn bà này.
He said, make sure they are empty vessels. Hãy đảm bảo rằng những cái bình này phải là những bình trống không. Everybody yell out empty vessels. Nhiều người xin hãy nói lên là những cái bình không. See, I believe there is a great truth right here. Và tôi tin rằng ở đây có một cái lẽ thật rất là vĩ đại mà chúng ta cần nhớ. God is wanting to fill his people up with the oil of the Holy Ghost so that we bring a revival in our nation. Là Chúa ngài muốn đông đầy chúng ta với dầu của ngài, của Thánh Linh của Chúa, để chúng ta sẽ đem sự phục hưng đến cho đất nước xứ sở của chúng ta. But most of the time, nhưng mà nhiều phần, our vessels are filled, cái bình của chúng ta đầy with regret, với những cái thứ hối hận, sadness, với những điều buồn chán, với sự giận dữ, with unforgiveness, với những sự cố chấp không tha thứ, with frustration, với những điều bực dọc. And God is saying, mà Chúa ngài muốn nói rằng, it's time to empty our vessels out. Đã đến lúc chúng ta trút bỏ tất cả những điều đó ra khỏi cái bình của chúng ta. God says, I'm looking for empty vessels. Chúa ngài nói rằng ngài đang đi tìm những cái bình trống. God wants to pour out the oil of revival. Chúa ngài muốn tuôn đổ sự sức dầu của phục hưng ở tại đây. And we have got to get rid of the disappointment in our lives and say, God, I want to empty out and I want to receive your anointing. Chúng ta cần phải thưa với Chúa và nói với Chúa rằng là Chúa, con muốn đem tất cả những cái thất vọng ra khỏi đời sống của con và con sẵn sàng để đón nhận sự đổ đầy của Chúa trên đời sống của con. Has got to go. Và chúng ta thấy rằng có nhiều thứ cần phải ra khỏi thân thể của chúng God ta, đời sống của chúng ta. Chúa muốn thân thể chúng ta là những cái bình trống không. You can't receive from God when you're already full of your own ideas. Anh chị em, chúng ta không thể nào nhận được cái gì từ nơi Chúa khi chúng ta đầy những ý kiến riêng của mình, ý riêng của mình. God is still able to do far more than we ever dreamed or expected. Vì Chúa của chúng ta ngài có thể làm trỗi hơn vô cùng những điều chúng ta có thể cầu xin hoặc suy tưởng. But we have to empty our vessels. Nhưng mà chúng ta phải, cái điều kiện là chúng ta phải là những cái bình trống không. The only vessel that Jesus can fill is an empty vessel. Anh chị em, cái bình duy nhất mà Đức Thánh Linh, Đức Chúa Giêsu có thể đông đầy là những cái bình trống không. When we're filled with all our own thinking, khi chúng ta làm đầy dẫy ở trong chúng ta cái lối suy nghĩ riêng của mình, thì chúng ta sẽ không được phép lạ. Chúng ta cũng sẽ không thấy quyền năng của Chúa được kích hoạt ở trong chúng ta. Bởi vì không thể xảy ra bởi sức riêng của chúng ta được. Chỉ xảy ra khi chúng ta đầu phục và chúng ta làm cho mình được trống không. That's why the Bible tells us when I am empty, when I am weak, then I am strong. Nên lời của Chúa mới cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta trống không, khi chúng ta yếu đuối, thì lúc bây giờ chúng ta mới kinh nghiệm được sức mạnh của Chúa. The last thing he said to her. Điều cuối mà tiên tri của Chúa đã nói với người đừng bà quá này. Shut the door behind you. Nhớ đóng cửa lại. I think too often we've left the door open. Tôi nghĩ rằng rất là nhiều trường hợp chúng ta đã để cái cửa sau của chúng ta vẫn mở. We've left the door open to negativity, to criticism, to doubt and to sin. Chúng ta để những cái cánh cửa mở cho những điều tiêu cực, cho những điều làm cho chúng ta bị đánh hạ, cũng như cửa cho tội lỗi. We've left the door open to blame and we blame others and we don't take the responsibility. Anh chị em, chúng ta để cái cửa mở để chúng ta đổ thừa. Chúng ta đổ thừa cho tất cả mọi người thay vì đổ thừa chính mình, nhận cái trách nhiệm của mình. But God wants us to shut the door today. Nhưng mà Chúa ngài muốn chúng ta đóng lại hết tất cả những cánh cửa đó ngày hôm nay. I'm talking about closing off the negativity. Tôi muốn nói đến chúng ta phải đóng lại tất cả những điều tiêu cực. God is a God of overflow. Anh chị em, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự tuôn tràn. But we've got to close the door on our past. Nhưng mà chúng ta phải đóng lại những cánh cửa của quá khứ của chúng ta. Goodbye past, I don't want to know you any longer. This is my new day. Chào vĩnh biệt với quá khứ, tôi không muốn mang bạn vào trong ngày hôm nay của tôi. Sickness, you've got no authority over my life any longer. I'm shutting the door on you and I'm going to live in pure health. Ốm đau bệnh tật, vĩnh biệt, ta không muốn ngươi ở trong nhà mới của ta. Who determined? Có bao nhiêu người tại đây quyết tâm? The amount of oil that would flow that day. Quyết định cái mức độ của dầu được đổ trong ngày hôm nay. Ask yourself that question. Chúng ta hãy hỏi mình với cái câu Was hỏi it đó. God? Trách nhiệm của ai? Ai quyết định? Đức Chúa Trời. I believe it was the widow's expectation.
Tôi tin rằng chính là cái sự mong đợi của người đàn bà quá này. Of how much oil God was going to pour out. Đó là cái số lượng mà dầu mà Chúa Ngài sẽ đổ ra. If our expectation is only for a little bit, nếu cái lòng mong đợi chúng ta chỉ nhỏ nhỏ thôi, we'll just get one vessel. Thì chúng ta chỉ đi ra và chúng ta mượn một cái bình thôi. But if our expectation is for more, we'll bring two or more. Nhưng mà nếu chúng ta mong đợi nhiều hơn, chúng ta sẽ đem hai cái bình hay là nhiều hơn. Hey, there's a revival here right now in Anh this place. Anh chị em, sự phục hưng trong hội thánh này ngay lúc này. And God is saying, is there another vessel? Và Chúa Ngài đang hỏi tới đây, còn có cái bình nào còn trống không? You're already full. Anh chị em đã được đầy. But God's saying, bring another vessel. Nhưng mà Chúa Ngài bảo rằng hãy đem một cái bình khác nữa. Let's reach out into our world and bring another vessel. Hãy đi ra ngoài kia và nắm bắt và kéo nhiều cái bình trống về đây. Let's believe this morning that you are an instrument in God's hands to gather vessels. Buổi sáng hôm nay hãy tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng anh chị em như là một công cụ để chúng ta đem nhiều cái bình về đây. So I prophesy an anointing of evangelism on you this morning. Cho nên tôi công bố tiên tri cái sự sức dầu của người truyền giáo trên hết thảy anh chị em ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay. I believe it's revival time and it's harvest time. Và anh chị em, chúng ta sẽ kinh nghiệm cái sự phục hưng cuối cùng này. And let's not gather just a few. Chúng ta đừng có đi mượn một ít bình thôi. Let's release the power of God onto our world in Jesus' name. Để rồi chúng ta phải khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Bring me another vessel. Đem cho ta thêm một cái bình nữa. I said, bring me another vessel. Tôi nói rằng hãy đem cho ta một cái bình nữa. Are there any empty vessels in the house this morning? Có bao nhiêu cái bình trống có mặt ở tại đây trong buổi sáng hôm nay? Come on, are there any empty vessels in the house this morning? Có cái bình trống nào trong ngày hôm nay mong đợi Chúa Ngài tuôn đổ để đầy tràn không? Maybe you're in the house this morning and you're filled up with doubt and fear and criticism. Có thể anh chị em có mặt ở tại đây buổi sáng hôm nay và tấm lòng của anh chị em đầy dẫy với những nghi ngờ, với những phê bình chỉ trích. Maybe you need to come to the altar right now and say, God, empty me out. Có thể chúng ta phải chạy đến trước mặt Chúa, trước bàn thờ trong thời giờ này và nói rằng, Lạy Chúa, xin làm cho con được trống không buổi sáng hôm nay. Empty me out of my past shame. Lạy Chúa, xin Ngài làm cho con được trong sạch và trống không với những xấu hổ của quá khứ. Empty me out of my sin. Lạy Chúa, xin Ngài làm cho con được sạch hết tất cả những tội lỗi của con. God, I want to be made empty today. Lạy Chúa, con muốn được Chúa Ngài giúp đỡ để con trở nên trống không, sẵn sàng để đón nhận ngày hôm nay. God, I want to be clean before you today so you can pour in the oil of revival. Lạy Chúa, con muốn cái bình của con được trống không, được tự do để con có thể nhận được quyền năng và sự sức dầu cho sự phục hưng này. And I'm feeling right now in this place. Và tôi cảm nhận ngay trong thời giờ này, trong nơi chốn này. That God is saying. Và Chúa Ngài nói rằng, bring your vessel to the altar today. Hãy đem cái bình trống của anh chị em đến ở trước bàn thờ của Chúa trong I want you to empty me out. Và nói với Chúa rằng, Lạy Chúa, xin làm sạch cái bình của con, cuộc đời God, của con. God, I need to be ready for revival. Lạy Chúa, con muốn sẵn sàng cho sự phục hưng này. Empty me out. Lạy Chúa, xin làm sạch cái bình của con trong giờ and này. I'm inviting you all over this meeting right now. Và tôi mời anh chị em ngay trong thời giờ này ở trong phòng If này. If you need to be emptied out, why don't you come and stand on this altar today? Nếu anh chị em muốn được Chúa Ngài giải quyết, anh chị em trở nên trống không, sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng. Tôi mời anh chị em tiến lên trong thời giờ này. God, I want to be an empty vessel for you. I want you to pour in the new oil. Lạy Chúa, con muốn bình của con được trống không để con có thể nhận được dầu mới của Chúa. God, I want these hands to carry miracles. Lạy Chúa, con muốn đôi tay của chúng con sẽ mang phép lạ đi cùng God, với con. God, I want to be an instrument in your hand. Lạy Chúa, con muốn là một khí cụ ở trong tay của Ngài. I don't just want to be a follower. God, I want to be filled with the oil of the Holy Ghost. Lạy Chúa, con muốn chỉ là một người đi theo Chúa thôi, nhưng mà là một cái bình được đầy dẫy quyền năng của Chúa. And I'm putting it out there one more time. Bring me another empty vessel. Tôi xin hỏi anh chị em và kêu gọi một lần nữa. Xin mang cho tôi thêm một cái bình không nữa. God's about to move in power. Chúa Ngài chuẩn bị để làm những phép lạ của Ngài. And I believe even right now there are people here today. Và tôi tin rằng ngay trong điều này, trong buổi sáng hôm nay. The door got left open. Những cái cửa anh chị em vẫn còn mở. And the devil came in. Và kẻ thù của chúng ta nó đã chui vào. Và nó đã phỉnh gạt anh chị em. And he's locked you up in fear. Nó đã trói chặt anh chị em trong sự sợ hãi. And today God is saying, come to the altar and shut the door behind you. Và buổi sáng hôm nay Chúa Ngài nói rằng con hãy đến bàn thờ và con đóng cái cửa hậu, đóng cái cửa sau của nhà của con shut lại. Shut the door on your criticism. Đóng cái cửa của phê bình chỉ trích. Shut the door on your negativity. Đóng cái cửa của những điều tiêu cực trong đời sống. And I wonder if there's another vessel that needs to come this morning. Tôi nghĩ rằng còn có cái bình nào khác sẵn sàng để đón nhận không? Friend, if you are here right now,
anh chị em của tôi, bạn hữu của tôi, nếu bạn có mặt tại đây, and you might say, Don, I'm not right with God. Bạn nói rằng, Mục sư Don ơi, tôi không có mối liên hệ tốt đẹp với Chúa. Tôi không biết tương lai đời đời của mình tôi sẽ ở đâu nếu tôi qua đời tối hôm nay. Then friend, right now, right across this place. Then anh chị em hãy chạy lên ngay trong thời gian này. Whoever you are, bất cứ nơi nào. Don, I need to make Jesus my savior today. Hãy nói rằng Mục sư Don ơi, tôi muốn mời Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của tôi ngày hôm nay. I'm so happy to be in the church today. Tôi rất là vui mừng được ở trong nhà Chúa buổi sáng hôm nay. Thank God for speaking to my heart. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã phán dạy trong tấm lòng của con. Right now I want to give my life to Jesus. Ngay giờ này con muốn dâng cuộc đời của con cho Chúa. Friend, if that's you right now in this place, lift your hand up and give me a wave right now. Anh chị em, nếu đó là bạn, xin đưa tay lên và vẫy tay cho tôi biết. Có ai muốn tiếp nhận và dâng cuộc đời của mình, tấm lòng của mình cho Chúa ngày hôm nay? Chúa ban phước cho anh chị em. Chúa ban phước cho anh chị em. Somebody sitting down today and God is saying, I want your heart. Will you give your life to me today? Có người nào đó đang còn ngồi ở trong các hàng ghế và Chúa nói rằng ta muốn chiếm trọn tấm lòng của con. Hãy đáp ứng lại với Chúa. Nếu đó là bạn, xin đưa tay lên cho chúng tôi. Who else is here today, Don? I need to give my life to Jesus today. Còn có ai khác ngày hôm nay nói rằng Mục sư Don ơi, tôi muốn dâng cuộc đời của tôi trong Chúa. Thank you. Cảm ơn Chúa. Somebody here you used to be. Anh chị em có mặt ở tại đây và bạn đã từng fire for God. Nóng cháy cho Chúa. But you left the door open. Nhưng mà bạn đã để cái cửa nhà, cửa sau của mình mở. And sin got into your life. Và tội lỗi đã đi vào trong đời sống của bạn. You allowed the enemy to come into your life. Bạn đã cho phép kẻ thù nó đi vào trong nhà của mình. Watching things you should never watch. Bạn bắt đầu xem những cái điều mà đáng lý chúng ta không được xem. Messed up your eyes and your vision. Và nó đã phá hủy ánh mắt của anh chị em cũng như tâm linh anh chị em. Sin has gripped your life. Anh chị em, tội lỗi nó đã siết chặt anh chị em. God is saying, I want you to give your life to me again today. Nhưng mà Chúa Ngài muốn nói với bạn đó rằng hãy dâng cuộc đời của con cho ta một lần nữa. Whoever that is right now, if you ai là người muốn tái dâng hiến đời sống của mình cho Chúa, xin hãy đưa tay lên. We're going to pray for you today. God bless you. God chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Chúa ban phước cho anh chị em. So before we go another step further, I want to pray with you today. Trước khi chúng ta đi một bước nữa thì tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em. Tôi hướng dẫn cho anh chị em và xin biến nó trở thành lời cầu nguyện của anh chị em ngày hôm nay. Jesus, forgive me for my sin. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi của con. Come on, let's all pray this today. Xin tất cả chúng ta đều lặp lại lời cầu nguyện này hôm nay. Jesus, forgive me for my sin. Chúa Giêsu, xin tha thứ tội lỗi con. I repent today. Con ăn năn ngày hôm nay. I turn my back on the past. Con xoay lưng khỏi quá khứ của con. I ask you to save me today. Con xin Chúa cứu con ngày hôm nay. Wash me in your precious blood. Lạy Chúa, xin rửa sạch con trong huyết báu của Ngài. Today I receive forgiveness. Hôm nay con nhận sự tha thứ của Chúa. I close the door behind me. Con đóng cái cửa phía sau con. On all negativity. Ở tất cả những điều tiêu cực. On every lie. Ở tất cả những lời dối gạt. On deceit. Ở những cái lời phỉnh dối. On fear. Của sự sợ hãi. And I open my life up. Bây giờ con mở rộng cuộc đời của con. And I ask you, Jesus. Con xin Chúa Giêsu. Empty me out today. Xin Chúa Ngài làm sạch tấm lòng cuộc đời của con. I want to be a vessel. Con muốn trở nên một cái bình that you can fill with the oil of revival. Đó là Chúa, để Chúa có thể đông đầy với dầu của phục hưng. God, I'm ready to receive. Là Chúa, con sẵn sàng để đón nhận. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Now, Holy Spirit, bây giờ xin Thánh Linh. I ask you to pour out your anointing. Xin Chúa ngày giờ này rót đổ sự sức dầu của Ngài. I ask you, God, to start to pour out the oil of the Holy Spirit on your people. Cầu nguyện trong thời gian này, xin Chúa ngày đổ dầu của Thánh Linh trên anh chị em con. God, these empty vessels that stand before you today. Lạy Chúa, những cái bình trống không đang đứng ở trước mặt Chúa buổi sáng hôm nay. God, fill them with the Holy Spirit right now. Lạy Chúa, xin đông đầy họ với Thánh Linh của Ngài. Fill them with the oil of the Holy Ghost right now. Đông đầy họ với
dầu của Thánh Linh. Đông đầy. Đây Thánh Linh của Chúa đang đến cho nhiều người, đang nhiều người. Hãy đón nhận một cái sự sức dầu mới được đông đầy. Chúa đầy quyền năng của Đức Thánh Linh trên đời sống. An infilling of the Holy Ghost in đầy dạy của Thánh Linh của Chúa. Lord, let the flow. There để is cho the flow. Dòng chảy của Chúa, dòng chảy của Chúa. Flow right Đại Chúa Thánh Linh xin tuôn chảy trên God, em con. Đại Chúa ngay giờ này. Tuôn đổ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. It's a brand new day. Ngày mới. Holy Ghost flow right now. Đại Chúa xin tuôn đổ trong ngày hôm nay. God, let the flow go right now. Đại Chúa xin để cho dòng chảy của Chúa đến trên em con. Such an anointing of the Holy Spirit here right now. Có một cái sự sức dầu của sự hiện diện của Đức Thánh Linh ngay trong thời gian này. The Holy Spirit begin right now. Được đông đầy với quyền năng của Đức Thánh Linh trong thời gian này. Let it flow, let it flow. Đại Chúa xin để tuôn chảy. Đại Chúa xin để tuôn chảy. Fill it right now, Lord. Fill it to overflowing. Chúa đông đầy trong thời gian này. Fill it to overflowing right now. Đông cho đến chừng tràn ra. Anointing of the Holy Ghost flows. Sự sức dầu của Đức Thánh Linh đến trên em này. More of the Holy Ghost and power. Đông đầy càng hơn với Thánh Linh của Chúa. Here's what I feel the Holy Spirit saying right now. Tôi cảm nhận Đức Thánh Linh phán điều này. Lift your hands high up toward heaven. Anh chị em hãy đưa tay cao lên hướng về thiên đàng. Right now I commission this people. Ngay giờ này là Chúa ngài muốn sai phái anh chị em to go under the power of the Holy Ghost. Để ra đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh. To bring a revival to the city of Houston. Để đem sự phục hưng đến cho thành phố Houston. And the surrounding state of Texas. Và cho những thành phố ở trong tiểu bang Texas này. I pray the oil of the Holy Ghost come upon you today. Tôi cầu nguyện sự sức dầu của Thánh Linh của Chúa đến trên anh chị em trong giờ này. God's doing a brand new thing in your life today. Chúa ngài sắp sửa làm một điều mới trên đời sống của em trong ngày hôm nay. Và sức dầu trên con. Và ta sai phái con để có thể vận hành trên những gì Chúa khai phóng trên đời sống của con. Anointing goes on you right there. Jesus' name. There's powerful anointing on your life. Có một sự sức dầu mạnh mẽ của sự hiện diện của Chúa trên đời sống của con. Powerful anointing. Powerful anointing. Powerful anointing. Receive it right now. I commission you. Chị em hãy đón nhận trong thời giờ này và Chúa ngài sai phái anh chị em. Sister right here, there goes the anointing right on you right now. Người chị em của tôi, Chúa muốn đổ đầy trên chị. Breathe on it. There it goes. God's pouring the oil in. He's pouring the oil in. Chúa ngài đang đổ dầu của ngài, đang đổ dầu của ngài. Đây đây người Chúa. Bây giờ chúng ta sau khi đã làm trống không cái bình của mình, Chúa sắp sửa tay được. Hỡi cô Jennifer, đây bàn tay này là bàn tay của sự chữa lành. You carry a spirit of revival. I know it when I'm around you. When the very first time I ever met you, you carry a spirit of revival. Và mang tinh thần right now, you're going to come contagious under the oil ngày đầu tiên tôi gặp gỡ. Hãy được đông đầy trong quyền năng của Đức Thánh Linh đang đầy dậy trên bàn. Wow, this miracle. I feel God saying there's miracles here right now. Tôi cảm nhận Chúa nghe nói rằng phép lạ. You can wait. Here's the deal. You can wait for me to lay hands on you. Anh chị em có thể chờ cho đến khi tôi đặt tay trên anh chị em. Or today, as you lift your hands high. Hay là hôm nay chúng ta có thể đưa tay cao. Holy Spirit. Thánh Linh. I ask you to clean me out. Xin Chúa ngài làm sạch đời sống con. Now I pray, fill me. Bây giờ con cầu nguyện, lạy Chúa xin đông đầy con cho đến chừng tràn ra. With the oil of the Holy Spirit. Với dầu của Thánh Linh. I receive an infilling right now. Con đón nhận sự đầy dậy của Chúa đông đầy đời sống con. God make me a vessel of power. Lạy Chúa xin biến con trở nên khí cụ quyền năng của Ngài. Look honestly, there it goes all over the place right now, all over the place. Sister right there, you just got it. You just got it. That's the Holy Ghost on you right now. You got it right there. The Holy Ghost and power on you right now. Holy Ghost and power. Holy Ghost and power. Holy Ghost and power. Holy Ghost and power right now. Linh, Holy Ghost. Fresh anointing. Fresh anointing. You're going to flow in this stuff. You're going to flow in this stuff. Let me just get through here for a second in Jesus' name. Brother, take it right now. Holy Ghost and power. Never the same again. Holy Ghost and power. Power, power. Oh, over this whole family right now. This little boy. Man, I've got to get this little boy here. What's your name, mate? Con tên gì? Sorry. Joseph, give me your hand, Joseph. Joseph.
đưa tay. How old are you, Joseph? 8 years old. I love you, buddy. 8 tuổi. You're a good boy. You're standing here saying, God, here I am. Ông là một cái đứa trai trẻ rất là tốt. Con nói rằng có con đây, xin sử dụng con. Chúa yêu thương con. Con nhìn đẹp trai lắm hôm nay nha. Xin đưa tay của con hướng về Chúa, về thiên đàng. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì cuộc đời của trai trẻ này. Lạy Chúa, sức dầu mà Ngài đã đặt ở trên đời sống của con, xin chuyển tải cho đứa trẻ này ngay giờ này. Nó sẽ mang tinh thần của một nhà truyền giáo. Ở trong danh quyền năng của Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, xin phú hơi thở của Thánh Linh của Ngài, của thần của Đức Chúa Trời trên em. Bây giờ tuôn đổ trên mẹ của em. Quyền năng ở trên anh chị em. As you stood here today, God says, I'm going to fill you with oil that would flow out and would touch broken lives. And God says, I'm going to bring the broken across your path. And even as you speak to them, God will say, I'll give you an eye that we can see them in Jesus' name. Holy Spirit, thank you, God. Oh boy, fire on you. Fire on these young men. God, let the anointing get loosed on him. Holy Ghost, and fire on these young ladies, God. I see the power of God coming on you right now. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, Lord. Let this young man, I put the fire of God on the inside of your belly right now. Shango shipa papa payanda. Let the power and the anointing go on his life right now. In Jesus' mighty name. Here's what I need to ask right now. Here's what I need to ask real quick. Đây là điều mà tôi muốn hỏi trong thời gian này. Who is it here today? Ai là người có mặt tại đây hôm nay? The disease of diabetes. God says I'm going to heal diabetes right now. Who is it? Quickly. You need to be standing right here. Diabetes. Mong muốn Chúa ngày đem sự chữa lành trên thân thể anh chị em. And God's going to break that curse off your life today. God says there's an anointing here right now to heal. Cảm nhận rằng có một cái sự rửa sạch ở trên dòng máu của anh chị em, có những chứng bệnh di truyền. Chúa muốn làm sạch hết tất cả những điều đó trên anh chị em trong thời giờ này. Cho nên xin nhanh chóng tiến lên ở hàng đầu tiên để có thể nhận sự chữa lành từ nơi Chúa. Get ready, I break the curse of diabetes. Listen to me, Satan. Get your hands off God's beautiful people right now. Get your hands off them. They are blood brought children of the living God. Autism. We take authority over that right now too in Jesus' name. And we declare right now and we activate the power of the blood of Jesus on your life right now. And in Jesus' name, we bust that curse off your life right now in the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. Diabetes goes in Jesus' name. It goes. Gets off her in Jesus' name. Man, I bust that curse. I speak to your blood. And in Jesus' name, I speak restoration. Phá hủy công việc của tiểu đường trên những anh em, chị em này. Quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngay giờ này, trong danh quyền năng của Đức Chúa Giê-xu, hãy nhận sự chữa lành và bẻ gãy sự rủa xa. Bởi quyết của Chúa Giê-xu đến trên đời sống của những người này. Sự chữa lành của Chúa đến. Get off her in Jesus' name. Truyền lệnh trong thời gian này, tiểu đường, chứng bệnh liên quan đến di truyền ra khỏi đời sống anh chị em ngay trong thời gian này. I pray right now, let a mighty miracle of the Holy Ghost bust every curse that's ever been declared over your life. Tất cả những sự rủa xả của thế hệ còn đổ lại. Healing in Jesus' name. Healing. Let it go in Jesus' name. Infirmity, you have no more authority. Linh của bệnh tật, ngươi không có quyền ở trên đời sống này nữa. Hãy Chúa xin chữa lành cho người chị em này ngay giờ này. Holy Spirit, we thank you right now. Chúa Thánh Linh, chúng con cảm ơn Chúa trong giờ này. Is it a boy or girl? It's a girl. Girl. What's your name? Casey? Paisley. Pensley. Lord, as we lay hands on Paisley right now, in Jesus' name. Church, let's get excited. This is a miracle atmosphere. Anh chị em, hội thánh hãy phấn khích. Đây là bầu không khí của sự chữa lành của phép lạ. And we speak to the spirit of infirmity and we command you to get off little Paisley right now over this household. God, over this mom and dad, I declare right now, we call this
service a place of the anointing. We call your home a place of the anointing. I break every curse that has been intended against you from the enemy's camp, and I bust its power. And Satan, I say, let this little girl go right now, and I speak healing, healing, healing and restoration in Jesus' name. God, let a miracle happen. You up here for a miracle? They are young people in the church. These are just young people, like the vessel. Come and get filled up. Vessel. Lift your hands up to the Lord, honey. Holy Ghost, the power of God comes on you right now. I declare right now that an anointing come on your life, that you will see and know the very presence of God, that you will see angels, that you will see the power of God revealed in your life in Jesus' mighty name. God, I thank you for filling her up today. Fill her up with the oil of the Holy Ghost. Going to be a mighty instrument in the kingdom of God. You're going to be a vessel that God says, a vessel of honor that will carry my anointing. Get ready for that to happen in Jesus' name. And did we pray for all the people with diabetes? Did we pray for them all? Những người có chứng bệnh tiểu đường, còn có ai khác chưa được cầu nguyện không? Autism, autism. This man here. Holy Ghost, we declare healing right now. Tell you what, get ready for a miracle, man. Walking out of here today with a miracle in Jesus' name. Miracle. I speak it over you. Oh boy, over your spirit. It just went right through your spirit. Something got busted right there in the spirit realm. Busted in the spirit realm. Are we still praying for diabetes? Còn có ai khác đây đây bị tiểu đường cần được? Đã lâu rồi, đủ rồi. I speak a new day I over your life. I break the curse of yesterday. Gãy gãy tất cả những sự rủa sả. Get off a life in Jesus' name. I speak healing. Ra khỏi đời sống của người chị em này và sự chữa lành đến. Phép lạ của sự chữa lành của Chúa đến cho tiểu đường. Chúa chúng công bố phép lạ đến ở trên vai của em này. Những gì kẻ thù toán làm hại, Chúa ngài biến nó trở nên phước hạnh. Supernatural restoration to the shoulder, and I pray right now that as you walk out of here today, the pain go. Ta công bố sự phục hồi nhanh chóng đến trên thân thể này trong danh Đức Chúa. Bust every curse in Jesus' name. I bust it in the name of Jesus. Get off him. Get off him. You've got no authority over my brother. You've got no authority. Diabetes. Holy Ghost, right now, that diabetes, I speak to it in your body, sir, and I command it right now to get off your body in the name of Jesus. You have no authority. I break every negative word you've heard, every curse over your body in Jesus' name. Goes in the name of Jesus. Right now, just receive it. God, this is an instrument. Chúa đây là một khí cụ. An instrument of the hand of God that would be crafting and shaping a generation. Chúa là khí cụ trong tay của Chúa để có thể xây dựng một thế hệ cho Chúa. Right now I take authority. Ngay giờ này ta nắm bắt thẩm quyền đối với linh của bệnh tật. I speak to your central nervous system. Công bố với hệ trung khu của thần kinh. Calling you whole and complete. Công bố được lành và as được. God's word declares you to be. Tất cả gì Chúa ngài đã công bố và trên kế hoạch của Chúa để lựa chọn mục sư. Now diabetes, get off him in Jesus' name. Get off him in Jesus' name. Tiểu đường type 1 ra khỏi thân thể ngài. Là Chúa tuôn đổ. Tuôn đổ sự sức giàu tươi mới của ngài. Get ready for your next season right now. Hãy sẵn sàng. Hãy sẵn sàng cho mùa kế tiếp của mục sư. Chúa ngài sẽ đổ dầu xuống cho thế hệ kế tiếp, cho thời kỳ kế tiếp. Những gì khó khăn sẽ trở nên dễ dàng vì sự sức giàu tươi mới của Chúa đến. Xin Chúa tuôn đổ đầy tràn trên đầy tớ của Chúa trong quyền năng của ngài. I spoke about a fresh anointing of authority coming on you the other night. I want to tell you right there it is right now in Jesus' name. Holy Ghost.
autism. Prayed for you, didn't I? Autism. Diabetes, eh? Man, a lot of diabetes. Diabetes, I command you to get off his body in Jesus' name right now. Infirmity, I take authority over you and I break your curse. I speak to your central nervous system, calling you whole and complete as God's word declares you to be. I bust the curse of infirmity. I bust it in Jesus' name. Just take it right there. Is this diabetes all of this? Mọi người, các anh chị em còn ở đây vẫn là những người cần được sự chữa lành về tiểu đường, phải không? Get off him in Jesus' name. Ra khỏi người anh em này ngay trong ngày. Vẫn là những người cần được sự chữa lành về tiểu đường, phải không? Receive, want to receive it. The anointing. Anointing on you right now, right now, right now. Holy Ghost, power, power. Here's what I'm going to do right now. Đó là điều mà tôi chuẩn bị làm bây giờ. Có rất nhiều sự. I want the ministry team up. We're going to lay hands on all the people that are still here. But this young girl here, what's your name, honey? Xin mời các mục sư có mặt tại đây, mục sư Sam, mục sư. Xin cô Quách Thúy trong thời gian này có thể đến để tiếp tay với chúng tôi. Xin nhanh chóng tiến lên để giúp đỡ, để phục vụ. Flowing a river into your life that is going to soak you under the oil and the power of the Holy Ghost. Chúa ngài sử dụng và tuôn đổ sự sức dầu của Chúa trên người này. The anointing of the power of God that influences atmospheres in Jesus' name. Favor's coming on you. That means favor's coming on you, huh? In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. On this young man. Holy Ghost fire right now got on you. Jesus' name. I've got to get to this young lady right here. Just see the power of God on you, honey. Power of God's on you. Spirit of God. Spirit of God. Lord, she stands on this altar as another vessel today. I pray right now, God, fill her with the power of the Holy Ghost. I pray that the oil of the Holy Spirit would flood over her life right now, that you would fill her up, God, with your love and your power. In Jesus' mighty name, I thank you right now for the power of the Holy Spirit on her life. I'm walking down here a bit. I just feel God. So, is this a couple right here? You're a couple right here? Come over here quickly. Have I prayed for you guys yet? Have I? Sức giàu tươi mới từ nơi Chúa. Cảm ơn của Ngài trong quyền năng của Ngài, lạy Chúa. Đông đầy trên chị em con, lạy Chúa, trở nên khí cụ mạnh mẽ được Chúa Ngài sử dụng càng hơn trong ơn của Ngài. Mang lửa phục hưng từ đây đi và rải khắp ở nhiều nơi trong ơn của Chúa trong quyền năng. Quý vị cầu nguyện cho các con gái. Ông cần mình tiếp tay để cầu nguyện, bởi vì ông phải ra khỏi đây. Tươi mới trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Chúa. Tươi mới trong quyền năng của Ngài. Là Thiên Chúa chúng con. Ban phước trên chị em con. Để ơn và sự sức dầu của Chúa đi cùng trong chuyến đi về Việt Nam lần này. Để kết quả trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Trong quyền năng của Chúa. Come up here right now, man. Go đây. Cho đến trình tràn là cho người chung quanh sai thiên sứ của Chúa đi cùng ở chuyến đi này để kết quả trong ơn của Ngài. Những ai có những chứng bệnh liên quan đến cột sống, ông muốn giúp đỡ cho những người đó trong thời gian này. Husband and wife. There's an anointing on your lives. There's an anointing on you. There's a Holy Ghost. It's like a propelling anointing. God says, if you could see what I've got stored up for you. God says, we're going to put a key in your hand today. There's a key that's going to unlock the blessing of God in your life. And God's giving you keys that are going to move stuff out of the way. Stuff that tried to get in the way. Stuff that's tried to obstruct the flow of God in your life. God's giving you a key today that's going to unlock that and release God's victory, okay? Get ready for that. Hallelujah. Full boy. Holy Ghost, thank you right now. Here comes the anointing. And right now, speak to your spine. I speak total restoration. Of God would fill you and that would overflow you right now and in Jesus' name. Right now, that's why I declare a total miracle in Jesus' name. It's just to get your hands in the air, the Holy Ghost. Đưa tay hướng về Chúa trong điện. High blood pressure. High blood pressure. Well, that's coming that's under generic the blood of Jesus, coming under the cross today. And in Jesus' name, I speak to your body and I command it to come back into line in Jesus' mighty name. Amen. God, we declare the miraculous right now. There it goes. There, oh, boy, strong. Heavy anointing on you. Có một sự sức dầu rất là mạnh mẽ trên cô. Asthma, wow. Why didn't we get you asthma guys out here?
bust asthma off your body in Jesus' name. Come on, that back, we're going to get it healed today in Jesus' name. Right there. Holy Ghost, right now, I loose an anointing right down the spine. I speak to your central nervous system, every part of your vertebrae, every sinew right now, that it come into line in Jesus' name. I unlock the victory of God in your spirit. Thank you, Lord. Yeah, give him thanks. Come on, let's give Jesus a huge praise. Anh em hãy dâng cho Chúa rằng vào tay. Yeah, we still. You have a few minutes. It's a family that they want you to pray for. Chloe. I want to belong to this church. He's son of Pastor Daniel fan. Oh, yes. God bless you guys. What are we here for? VF. Oh, come on, the anointing. Man alive, come on, in Jesus' name. Lord, we release right now. Did we need something? No, we're good. Lord, we thank you right now. Man alive, I tell you, on this family. I believe here's what God's saying. I want you to study not the DNA of your own families, not the DNA of your own situation, because God said you've already broken curses over your lives from past generations. God says in your faith stand, you have caused the anointing of my spirit to be open to you. But God says, I want you to study the DNA of your creator, because God said you're going to flow in the DNA of the miraculous and the DNA of miracles. Your God speaks things into being and you carry his DNA in your lives. Now, Lord, I speak that anointing over this family, over these little girls in Jesus' name. And I thank you, God, for passionate, soul-winning, miracle children. Amen. I reckon you girls are going to carry the anointing and you're going to sing and you're going to see God's glory break out in Jesus' name. Amen. Lord, we put it on this family right now. We thank you for the Holy Ghost and power on them right now. Fill them up with the oil of the Holy Spirit. Jesus' name. Man, Lord, thank you for this family. Thank you, God, for the power of the Holy Ghost. Why do I have to go? Holy Spirit, we pray right now, let an anointing come on them. Mm. I speak a fresh anointing on your lives. Boys, in Jesus' name, thank you for these couples. Elijah. Elijah. Well, heck, Elijah, we were preaching about you this morning, mate. God, get an anointing on young Elijah. Let him be a mighty man, a prophet of God, and let him bring transformation into atmospheres wherever he goes, in Jesus' name. Greater things than these will you do. That's what Jesus said. Greater things than these will you do. In fact, last night when I was praying, God gave me a word for you, and God said, you think you're there? God says, you ain't seen nothing yet. Hôm qua tôi cầu nguyện cho anh và Chúa ngày nói với tôi rằng Chúa ngày chuẩn bị để đem anh đến một đẳng cấp cao hơn. Hãy sẵn sàng để đón nhận sự phục hưng của Chúa cho thế giới của anh. Asthma. Nào là em đứa nào bị hen suyễn, cả hai cháu hết nào, okay, both of them, Elijah, Nelly. I thank you right now for healing. You said suffer the little children, God. Even as I get down here with these little kids today, God, I thank you for them. I thank you for their hearts, God, and I pray right now for a miracle, Holy Spirit. Heal them today. I bust asthma. In fact, the spirit of infirmity that's tried to grip this family, I command it to get off right now, and I pray that you'll be able to breathe easy at night. That God will heal your little lungs and every respiratory part. And in Jesus' name right now, I speak respiration over the whole family. In the name of Jesus right now. Holy Ghost. Yeah. Here we go. Anointing. Holy Ghost anointing. Joshua. All for you, Joshua. Holy Ghost, I thank you for a mighty man of God. I like this boy, God. I like this boy. In Jesus' name. Just come to VBC from mainland China. Lord, we declare the power of the Holy Spirit. Top of your head to the sole of your feet. There it goes. Right now, take that. This anointing comes on you. Okay. Now I'm going to give you what I need to do. Yeah, quickly, so you can go. God, heal that elbow right there in Jesus'
Geneva. Xin Chúa tiếp tục ban phước và dẫn dắt anh chị em, các con cái của Chúa cùng nhóm lại thờ phượng với chúng tôi. Nguyện xin ơn quyền của Chúa đã đổ tại đây cũng sẽ làm việc trên đời sống của anh chị em ở khắp nơi, để chúng ta sẽ trở nên những cái cuộc hữu dụng ở trong tay của Chúa, và để Chúa nghe sử dụng chúng ta để đem sự phục hưng của Chúa đi khắp mọi nơi. May the Lord bless you and shine His face upon you. May His favor go before you, paving the way. May the impartation of the Holy Spirit that's taken place here be with you, those of you that are watching online, that you may go out and be a blessing to share the word of God, the gospel of God, His healing power, and bring revival to where you are. Xin Chúa Ngài ở cùng và ban phước trên anh chị em. May God be with you and bless you. Chúng ta tiếp tục đồng hành trong việc tìm kiếm sự phù hưng của Chúa cho chính mình và nhận phước hạnh của Chúa để đi và san sẻ ra trong ơn của Chúa. We continue to go after God for revival first, for ourselves, and then for all of those around us. Houston sẽ được cứu. Houston will be saved. Việt Nam sẽ được cứu. Vietnam will be saved. Vì lửa của sự hiện diện của Chúa sẽ đi cùng. Of God's presence, vinh quang của Ngài đổ xuống. And His glory will be poured down. Và trời sẽ mở ra trên and đất open nước, heavens xứ sở will be của chúng ta. Upon our country. Amen. 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 Chúa ban phước trên anh chị em và sẽ gặp lại anh chị em. May God bless you. Chúa. We'll see you again. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.